Có thể bạn chưa biết về ngày Itachi tàn sát cả gia tộc Uchiha. Người đầu tiên mà Itachi ra tay là Izumi. Itachi sử dụng Tsukuyomi lên Izumi để cô rơi vào ảo mộng có một cuộc sống hạnh phúc cùng với Itachi. Izumi ra đi trong ảo mộng mà cũng ra đi trong thực tế. Tiếp theo, Itachi và Obito chia nhau mục tiêu để trừ khử các thành viên trong gia tộc. Obito chọn xử lý phụ nữ, trẻ em và những người không thể chiến đấu để Itachi không bị ám ảnh tâm lý. Còn Itachi sẽ tiêu diệt những ninja trong gia tộc. Những người Itachi tôn trọng được ra đi nhanh chóng và còn có cơ hội đánh lại. Những kẻ có ý định lật đổ Konoha và ép cha của Itachi phải đi theo kế hoạch này đã bị Itachi xử lý một cách rất đau đớn. Gia đình của Itachi là mục tiêu cuối cùng. Cha của Itachi đủ sức đánh bại anh vào lúc đó nhưng đã chọn nghe theo quyết định của con trai. Và tác giả để Sasuke rạch băng đeo trán của Itachi lúc đó chứ không phải để anh tự rạch, nghĩa là Sasuke muốn cắt đứt mối liên hệ với anh trai, còn Itachi thì vẫn liên hệ với làng. Sau cuộc thảm sát, cả Danzo và Obito lúc này như đi chợ thu thập nhiều Sharingan nhất có thể, và đó chính là điều